Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay xuống cho mấy em chim cút này ăn cử chiều. Sẵn thì mình cũng xin trả lời hai câu hỏi của một số ít quý vị và các bạn hỏi mình về thức ăn cho chim cút con mới nở từ trong trứng ra nửa ngày thì cho ăn thức ăn gì, và cách cho những em chim cúc mới nở ra luôn uống nước làm sao để không bị ướt lông và bị chết đuối đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này lên để quý vị và các bạn xem và làm theo. Nếu quý vị và các bạn nào biết rồi á thì cũng xem cho vui, đừng có ném đá mình. Nếu có cách nào hay thì cứ để lại bình luận để mình và các bạn nào chưa biết những cách hay hơn thì sẽ học hỏi theo. Còn những bạn nào mà đã biết rồi thì cũng xem cho vui nha. Hiện tại thì những em chim cút này thì mình vẫn đang còn úm nha mọi người, úm đèn cho nó tỷ lệ sống nó cao hơn, sợ mình bỏ ra ngoài thì nó thiên nhiên thì nó lạnh nó chết nữa. Bóng đèn này thì mình như hồi nãy quý vị xem mình cũng mới tắt luôn á để mình quay phim nó không bị chá. Những em này thì mình mua 80 trứng về mình ấp tại nhà thì nở được 54 con. Đến ngày hôm nay thì cũng đã cả tuần lễ rồi quý vị nè. Có lông cánh đang ra nè. Một tuần lễ rồi đó, lông cánh đang ra. Nhìn nước đã không? À, từ lúc mà nở ra tới giờ là mình úm cái đèn này luôn quý vị. Bỏ trong cái thùng này luôn, không có cho ra ngoài luôn. Nở không lạnh. Vâng, giờ trước tiên á là mình sẽ quay cái cảnh mà mình cho chim cút mới nở ra uống nước để không bị ướt lông và bị chết đuối, bị lạnh nha quý vị. Thì hiện tại thì những em này nó đã lớn rồi, có thể là không sao. Thì giờ nó lớn rồi mình đâu còn chim cút con giỏ nữa đâu để mà quay. Thì mình sẽ coi như mình mượn cái bầy này coi như để mà mình hướng dẫn để quý vị nó dễ hiểu hơn, phải không? Vâng, đây mình có chuẩn bị sẵn đây. Thì trước thì mình cũng xài vậy luôn à, chứ không có phải là chuẩn bị nữa, mà do giờ mấy em này lớn rồi thì mình sẽ xài đổ nước nó đỡ hơn rồi, nó không có làm như vậy nữa, đỡ cực hơn. Trước thì mình xài cái đá 46 quý vị, hoặc là đá mi nhỏ nhỏ chứ không phải đá này. Đá này thì mình mới đi mua về bỏ trong hồ kiến sẵn, thì mình để lấy ra mình quay để quý vị và các bạn cùng xem cho nó dễ hiểu á. Quý vị lấy cái dĩa hoặc cái chén gì cũng được, mà tầm từ mặt đất lên cái đây á 1,5 phân thôi, để cho con chim cút con á nó đứng đây nó uống nước nó không có bị cao. Và ở trong đây quý vị và các bạn bỏ một ít đá, một ít đá, đá gì cũng được nha quý vị, không đừng có đá này quý vị không có nuôi cá mua về bỏ phí lắm. Chẳng qua là mình nuôi cá nữa là mình mua về sẵn rồi mình lấy mình quay xong mình bỏ vô hồ cá luôn. Rồi quý vị đổ nước, đổ sao mà nó bằng cái mặt đá thôi, hoặc á nó cao hơn mặt đá này một chút, cao hơn 5 ly thôi chứ quý vị, cao hơn 5 ly thôi. Lỡ như con chim cút mà nó có leo lên đây á thì nó có mấy cái đá này nè, nó có ngã xuống á, nó có mấy cái đá này nó cũng không có bị chết đuối. Với lại leo lên đây thì có mấy cái cục đá này nó đứng thì nó uống nước nó cũng, cái tỷ lệ mà ướt lông á thì nó 90% là không có nha quý vị. Thường nó chỉ cái mỏ xuống những cái khe này đó, những cái khe này nó uống làm sao mà ướt lông được. Còn tỷ lệ chết đuối thì nó lên đây, bay lên đây, lỡ nó hỏng dọn trượt xuống đây thì nó cũng có mấy cục đá nó đứng lên rồi. Đó, đây là cái cách mình cho uống nước. Giờ mình sẽ bỏ vào. Chắc mình cũng phải gâm cái đèn lên quý vị, mà chắc khỏi không vậy. Thấy này, khỏi gâm đèn được đó. Nó thấy nó uống. Đó, quý vị thấy không? Đó, con chim cút này. Đây là những con chim cút 1 tuần tuổi rồi, nên quý vị không có sợ gì nữa. Thì tại quý vị hỏi là lúc mới đẻ ra thì cho uống nước như thế nào, thì sẵn thì hôm nay mình xuống cho ăn thì mình quay lại cái clip này để quý vị xem để dễ hiểu. Thì cũng vậy thôi, lúc mà nó còn nhỏ xíu thì mình cho uống vậy đó. Đó, nó leo lên nè, nó đứng đó nó uống đó, quý vị đó, dễ thương không? Quý vị có thể ra đường hoặc là vô đá xây dựng á, quý vị lấy đá vỏ vỏ được rồi, không cần có đá là được, có đá để trong đây. Hoặc là quý vị mua miếng mút á, thì miếng mút dù như là dày vậy bằng cục đá này đi đó, thì quý vị đổ nước từ cái mặt này lên, cái này đây cái mặt này là do quý vị ví dụ cái mặt nước, mặt mút chứ,
thì quý vị đều đổ đó nó lên tầm 1 phân nước thôi, hoặc là 5 ly nước trên đây, nó cao hơn cái mút chút xíu thì nó uống bình thường à, hoặc nó dãy lên miếng mút nó đứng luôn cũng được, nữa nó uống nước nó cũng không bị ướt lông. Đó là cái cách của mình cho uống. Đà, cách này là dạng như là để nuôi chơi kiển thôi với quý vị, hoặc là nuôi ăn thịt từ 50-60 con, 100 con thôi, chứ còn nếu mà nuôi công nghiệp thì người ta có đồ uống nước riêng như quý vị, không có phải vất vả cho mình đâu. Còn với mình nuôi chơi nuôi kiển thì mình nên sử dụng vậy, tận dụng những cái vật dụng mà trong nhà có, dĩa bỏ, chén bỏ, hay là cái nắp nắp hộp, nắp đồ gì cũng được. Còn thức ăn á thì cũng đơn giản thôi quý vị, mình cho ăn thức ăn gà con này đó. Mà trên thị trường á thì vẫn có bán cái loại thức ăn của chim cút con nha quý vị, là dạng cám á, nhưng mà cái đó là không phải chỗ nào cũng có bán nha quý vị, lại các chỗ bán mà gà này nè, thức ăn gà cũng không có đó đâu, mua rất là khó đó. Chứ không phải là dễ mua, nên quý vị có thể làm theo cách của mình đơn giản nhất đó, mua cái thức ăn gà con này đó. Xong rồi về á, quý vị bỏ vào trong một cái bịch ni lông này như mình đây đó, bỏ trong bịch ni lông này, tại hiện tại là những hạt này nè, mấy em chim cút con mới nở đâu có ăn những hạt này được đâu, nó bự lắm, mấy hạt này người ta sản xuất cho gà con ăn mà. Rồi quý vị thì lấy một cái búa hoặc cái chày cũng được, quý vị đập này nè cho nó nhuyễn ra đó, cho nhuyễn vừa ra à, như vậy nè quý vị, đây mình có đập sẵn rồi chứ nếu ngồi đập nó lâu lắm quý vị xem chán lắm. Đây nó duyễn rồi đó, rồi dưới cám rồi, rồi bỏ vào cho ăn, lấy một cái nắp. Ở trong đây mình nuôi là mình tận dụng ba cái đồ bỏ mà đó, bỏ cho đây, không có mua gì đồ hết quý vị ơi. À, như mà quý vị không có gì thì lấy cái này cũng được, cho uống nước cũng được, bỏ mấy cục đá này qua đây, qua đây bỏ cái tầm dưới này thôi, mức ngang cỡ này này đó, quý vị thấy đó cỡ này thôi, là rót nước lên chút trên đây là nó uống, nó không bao giờ nó bị té chết đuối rồi nó ướt lông hết đó, đứng đó như quý vị thấy nó lên cái dĩa đứng rồi, mà có đá dưới này nó cũng đâu ướt lông đâu. Này để mình banh nó bớt nó lúc uống nước này đó, nó xỉa xuống mấy cái hốc cạnh nó uống rồi đó, làm sao mà ướt lông được, bảo đảm mà 90% là không ướt lông đó. Xong rồi cho thức ăn vào đây. Những con này thì này, mình đang quay này á thì nó cũng lớn rồi, không nhất thiết là phải đập diễn vậy quý vị, giờ nó cũng có thể ăn những hạt này được rồi nè, nó cũng ăn những hạt được rồi, là mình chỉ mượn những con chim cút bự này mình quay lại lúc mà mới ấp nở ra, thì những em này thức ăn sao và nước dậy để cho quý vị dễ hình dung. Nước uống gần hết rồi đó. Đây giờ cũng nhiều quý vị ơi, mình nuôi kiển chơi à, cho nuôi ít thôi chứ đâu có nuôi hết số lượng này. Mình cũng mốt mình cũng cho bớt à, tặng bớt. Hiện tại thì cũng có một số bạn xin mình mà có mấy bạn ở xa quá, mình chim cút này mà gửi đi xa quá thì nó chết quý vị ơi. Đóng thùng đóng đồ đi gửi đi xa nó chết à, chứ còn mình không có ngại ba vụ mà tặng một hai em chim cút đâu. Tại thường mình gửi xe thì ra quý vị giận thì quý vị trả tiền xe thôi, chứ không có gì đó. Còn những bạn nào ở gần gần mình thì mình gần mình lại lấy thì mình tặng hết ăn sao. Đó, rất đã luôn. Vâng, đây là cái cách mình cho chim cút con uống nước và cho chim cút con thức ăn. Đó, đang ăn rồi quý vị. Chim lớn cỡ này thì không cần phải đập diễn như vậy đâu quý vị ơi. Tại này mình đập để quay để quý vị và các bạn xem cho dễ hiểu thôi nè. Như cám vậy. Cái này mình mua vẫn có nha, nhưng mà cái loại cám thức ăn cho chim cút con á là không phải chỗ nào quý vị mua cũng có đâu, có nhiều chỗ trên thành phố rồi mua là không có luôn quý vị. Cám thức ăn dành riêng cho cút á, chỗ mua thức ăn cơm gà thì có, mình ở quê đây mà khi đi mua cái loại thức cám này cũng phê phê á, chỗ có chỗ không. Hồi trước mình cũng đi mua mà sau này mình làm này luôn khỏi, không có phụ thuộc nữa, tại vì này tại vì mình nuôi số lượng ít mà. Đó, quá đã luôn quý vị. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn quý vị và các bạn video sau.